nói vào vấn đề chính luôn. Này, hôm nay mình làm gì nhỉ anh Sơn? Lòng mềm nướng hạt dổi. Đúng, cực kỳ ngon. Nhưng mà này mình mua về rồi, làm chế sạch rồi. Bây giờ mình đổ hạt tiêu ra. Hạt dổi. À, hạt rồi. Xong rồi. Tích Hạt dổi của mình. đấy, hạt rồi của mình nhé. Rồi, bây giờ mang đi nướng nha. Đây, cái bếp quen thuộc luôn. Ok, bây giờ nướng xong thì ướp gia vị mình sẽ quay nhé. Anh Trần, mình đã nướng hạt dổi xong rồi. Bây giờ mình sẽ đâm nha. Rồi, anh Trần cho vào. Đâm xong mình chế biến luôn. Anh Trần nướng thêm 4 hạt nữa. Cho thêm 4 hạt vào. Con ruồi các bạn. Dạo này kênh của mình mất tương tác quá. Các bạn like và đăng ký kênh, bật cái chuông để mình có tương tác và động lực ra video mới nhất nha các bạn. Và chia sẻ lên cho các bạn khác xem nữa. Mình đâm xong rồi. Còn Thơm. Ngon. Ủa? Này đủ mịn chưa các bạn? Ừ, đấy. Quá mịn luôn. Tại nó hơi dính. Cho thêm ít chanh vào. Video này chắc cũng dài đấy các bạn. Quá trời thơm luôn. Mấy con ruồi này. Chuyện chúng ta to. Bay đi. Để người ta còn làm việc. Thôi. Cười gì? Mùi quá. Các bạn ơi, mình đã dán xong rồi. Nè. Bây giờ mình sẽ khửa ra để cho nó ngấm nhé. Cái chân khửa đi.
Rồi cho nước mắm vô đi. Nước mắm vô đi. Ok. Ok. Được mắt mắm 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 mắm. Mình sẽ cho nước mắm. Mẹ này đến mình sẽ rồi cho một ít bột canh cho nó đỡ mặn 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 mặn. Thành nhớ đây nè, chuyên gia thánh thái sổ tay. Chơi tất chất tất bây giờ mình sẽ cắt bỏ đoạn này đi nhá các bạn nhá. Bây giờ mình đã ướp xong rồi à. Đấy. Các bạn thật có thấy không? Thấy. Thấy à? Rồi bây giờ mình sẽ ướp nha. Em chân đảo đều lên em. Đều rồi. Đây, đây rồi ạ. Rồi bây giờ mình sẽ ướp ở đây nha. Bây giờ mình sẽ đi ngắm củi à. Mấy con rùa chết tiệt này. Let's go. Hello, xin chào tất cả các bạn à. Mình nóng quá. Hello. Xin chào. Các bạn đã quay trở lại đi chung vlog nha. Hôm nay mình thử nướng tảng trên tảng đá xem. Mình đùa thôi. Mình nướng trên vỉ cho chắc ăn. Tảng đá này lâu quá. Thôi cứ cho vào. Cho vào nhỉ anh Sơn nhỉ. Anh Sơn. Cho vào nhỉ. Anh Sơn. Cho vào nhỉ. Thích cho thì cho. Đấy, mình cho vào mình nướng. Mình là ngấp hạt rồi nhé. Vào lại cái này gì nữa nó ấy đi.
Chứ mày chỉ đến mình em mấy chúng mày làm gì được tao. Tao nướng số gai ở đẳng cấp ở căng nhà anh ít tiền, nhà anh rầy tiền. Nhà anh đầy gà, trời ơi, gà sống nè, gà tươi ngon đẹp bổ rẻ nè. Còn cái lừa đảo anh em này, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh nhá, và bật cái chuông. chia sẻ tất cả các bạn khác mình xem nhá. Không làm bốn bước à, ba bước đấy, mình xem các bạn như là xem chùa. Đù. Con chó à, quên, con chó là sủa, mình cứ tưởng con chó như sủa, ai ngờ tiếng con chó rồi. Thôi mình bỏ này một bên nào, một hai ba tục cùng đi thôi nha, mình đi cả theo hơi bị chuẩn kinh đấy. Giờ mình sẽ cho lên nướng nha. Nó lắc đấy. Các bạn ủng hộ mình để mình mua điện thoại mới đi. Mình mua điện thoại mới để mình quay clip chất lượng hơn. Quay với điện thoại này quý bác. Cuối bắp nó không ấy, không đẹp, không đẹp, không chất lượng. Nếu mà lần sau có làm thì phải quấn một cái chén luôn. Nướng kiểu này không dễ đâu. Cái nước này nó chất chơi người dơ.
Vay tiền. Nhà mình ít tiền, không làm được. Rầy tiền. Nướng này cũng lâu phết các bạn trời ơi, cái quần què chứ. Mình sẽ tặng các bạn một bài nhá. Mà là hai bài luôn đi. Con cỏ bé bé nó lấu cánh chi đi không hoái lượng, mình không hiểu. À, bài thứ hai nhá. Bà lên bà cho đi mua rau, cháu học chừng nào cháu không biết à. Thật kìa, mày là chùm trường mẫu giáo này đúng không? Không, tao không nhận. Tao là chùm trường mẫu giáo này, mà tao nhận chùm trường của nhiều mẫu giáo khác. Trời ơi, qua đây, đây này. Đấy. Đây này, đây này các bạn, đây này. Đấy. Cái này đang phòng. Đấy. Ô, mình phải lật bên này. Đấy. Các bạn, nó cháy. Này mình phải nướng hai mẻ. Đùng 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 Mikachu à. Trời ơi, cái quần về đi đây à. Các bạn thấy đẹp không? Đẹp thì lấy một like đi. Không mất tiền đâu, cả đăng ký kênh không mất nghìn nào luôn, và bật quả chuông nữa lúc nào mình ra video mới nhất. Cực kỳ ngon luôn. Đẹp chưa các bạn?
Mình sang kiểm tra xem. Rồi. Clip này dài rồi. Các bạn mình xem hết nhá. Đây mà ít giờ nóng quá.
mùi thơm quá mọi người ơi, mọi người à. Cái này chắc là chín rồi đấy các bạn ơi, mình sẽ cho ra nhá. Bạn lương comment thế mình không có kinh phí để làm. Trường hợp để mình không không uống được cái comment dễ dễ rồi mình còn làm được. Thịt chó mai kia mình nổi tiếng á mới làm. Thịt chó mấy kia mình có nhiều tiền là mình mới làm. Bây giờ mình sẽ tắt video đây thôi nhá. Lúc nào thương thức để mình mời tất cả các bạn cùng thương thức với mình nhá. Điện thoại anh mình hết pin. Mình chả quay được cái cảnh ăn. Các bạn thông cảm tại video dài quá. Nhưng mà video dài này mình sẽ kết thúc tại đây nha. Mình sẽ nối tiếp vào là Cái cảnh anh chân uổng tương ở lên cấp. bạn ơi, bây giờ mình sẽ uống nữa đã. Đây vô
mà anh chưa không uống được đâu. Thế mệt rồi. Ít Không uống có được. từng đấy à các bạn mà. Không uống được nó phì. Ít quá. Không uống được nó phì đậm nước má. Bây giờ mình sẽ uống nhá. Người co lại như con gái ấy. À, vẫn chưa hết đâu. Vẫn chưa hết đâu. Còn dính đây đây Cay. này. Còn dính đây đây này. Vẫn chưa hết đâu các bạn. Nào quá. Quá. Chai này, chai tương ớt này, đấy, đây này. Tương ớt chiên xu nhé, không phải tương cà đâu. Vẫn chưa hết đâu. À, còn tí đây này. Và thế thôi, cho bỏ qua. Chào tạm biệt các bạn nghe chưa? Chào tạm biệt tất cả các bạn ha.